Khi mà tu hành á, mình đi tới một cái chùa nào đó mà mình vào đó tu cúng chùa, nhưng mà cái chùa đó là người ta tu thiệt và cái chùa đó có lực phổ hiền gia bị tới đó, thì cái chỗ này nó thanh tịnh, nó trang nghiêm. Còn cái chỗ nào mà bị ma dựa vào rồi đó thì biến cái chỗ đó nó khác đi. Thế nên cũng chùa, nhưng mà các Phật tử thấy những cái chùa đó ta vô ta thấy họ họ mê tín, họ lên đồng, phải không? Nó bị ma nhập ấy. Đây là trên bước đường tu đó chúng ta thấy. Thành cái hình thức là chùa, hình thức là ông thầy tu, nhưng mà thiệt ra nữa, những ông thầy tu này là những người mà bị ma nhập vô hết rồi ở trong lòng. Cho nên ta cẩn thận. Thành ra ta vô đó ta có cảm giác gì? Thành ra cảm giác hơi rùng mình, ớn lạnh, sợ. Đây cái chỗ này có chừng. Vì thường á, cái cảnh giới này nó thường hay tạo thành cái cảnh giới âm u. Cho nên ma đó thì rất sợ ánh sáng. Cho nên nó phải tạo cái cảnh âm u một chút. Đèn thì mờ mờ thôi, chứ không cho sáng. Thành ra đèn thì mờ, mà cái chỗ đó nó thì đèn nó mờ, mà không khí thì nó ớn, cho nên nó vào đây ma dễ dựa chỗ này. Cho nên khi mà thầy xây dựng cái đạo tràng này đó, tạo cái điều kiện tu cho các Phật tử đó. Thế nên chùa mình nó có khác hơn các chùa khác. Hai cái điều quan trọng nhất là ánh sáng và không khí này. Thế nên đối với thầy là ánh sáng và không khí là quan trọng nhất. Tại vì ánh sáng và không khí đó, thì cái trường hợp này nó ma sợ. Còn tối tăm ẩm thấp á, thì cái chỗ của ma, phải không? Đấy. Cho nên tất cả các Phật tử mà mình đi tới những cái chỗ ma mình thấy biết. Cho nên phần nhiều ma là thường thường ở trong hang động. Tại sao vậy? Hang động mới có cái điều kiện âm u. Thì âm u, ẩm thấp, tối tăm, lạnh lẽo. Cho nên vào đó để tạo thành những cái thế mà ớn sợ. Từ cái chỗ chúng ta ớn sợ đó thì ma mới có thể vô ta được. Nên trên bước đường tu chúng ta biết. Thì lúc bây giờ đó, Ngài Phổ Hiền đó, Ngài mới phát tâm. Ngài bảo rằng đó, sau khi Đức Phật diệt độ rồi, mà nếu người nào muốn tu theo Kinh Pháp Hoa, tức là muốn đi theo con đường của Đức Phật đó, mà những người đó đó thường bị chúng ma nhiễu hại. Ma này là ngoại ma, phải không? Thế nên ma này ngoại ma này. Đương nhiên người quyết tâm tu thì vấn đề nội ma chúng ta diệt rồi. Cho nên cái căn bản nhất muốn tu theo Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là không tham, không giận và không si mê. Cho nên nó không bị tụi nó kéo được. Ba cái này là ba cái căn bản. Cho nên người mà tham là bị nó dụ dỗ. Còn cái người mà bực tức thì bị nó kích động. Còn cái người mà si mê thì cái trường hợp này nữa, nghe người ta nói cái gì nghe hết, tin hết. Ba cái này ba cái mà nguy hiểm nhất. Người mà có cái tâm như vậy đó, tham lam, bực tức và si mê, là những người đó sẽ bị ma dựa dễ lắm. Nên đó, khi mà thầy lập đạo tràng, thầy thấy nó có hai hàng người. Cái hàng người thứ nhất là khi mà đi vào đạo tràng nghe kinh hay là tụng kinh, trong lòng họ hoan hỷ. Thế nên họ cảm thấy vui và thấy khỏe ra. Thầy biết cái người này có căn lành, cái người này được Phổ Hiền Bồ Tát lực gia bị tới. Đây là một cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên có một cái lực Phổ Hiền gia bị tới được cho ta nữa, thì chính trong lúc đó nữa, sức khỏe ta không có, nhưng mà trong lúc ta tu như vậy ta thấy khỏe mạnh ra. Còn những người đó mà bị ma dựa đó thì sao? Ở ngoài thì họ nói năng đủ thứ chuyện hết, nhưng mà cái khi đi vô tụng kinh coi như chết rồi vậy đó.
coi như cái xác không có hồn nữa. Thế nên tụng kinh không được, lại Phật không được. Nhưng mà xong rồi ra ngoài nữa thì thôi, dụm năm dụm ba, nói đủ thứ chuyện hết, phải không? Cái này coi chừng ta lạc vô thế giới mà. Đấy. Cho nên cái khi mà chúng ta tới chùa nữa, đặc biệt nhất là chùa này nữa, là thầy loại trừ cái này, cái ngoại ma này cố gắng ngăn cản. Nên chùa mình đây không phải là cái chỗ tham quan, không phải chỗ tham quan. Đây cũng không phải cái chỗ buôn bán, phải không? Thế nên không có tham quan, không có buôn bán. Cho nên cấm là không được dụm năm dụm ba để nói chuyện này chuyện khác. Mà nhất là trong mùa gia hành này chúng ta nữa. Thế nên Đức Phật dạy mình á, khi mà Đức Phật còn tại thế, Ngài dạy sao? Luôn luôn ở trong lòng mình á, mà muốn tu hành theo Phật và muốn thành Phật á, thì ở trong tâm luôn luôn giữ sáu niệm ấy, gọi lục niệm. Đây là Phật giáo nguyên thủy. Thế nên khi mà Đức Phật còn tại thế là Ngài dạy tất cả các tăng ni chúng ta đã trong lòng mà chỉ nghĩ tới sáu việc thôi, chứ không được nghĩ cái gì khác hết. Hãy nghĩ cái gì khác này coi chừng bị quỷ ám. Đó là ở trên bước đường tu đó. Nên cái thứ nhất là gì? Ta nên luôn luôn nghĩ tới Phật. Tại vì ta có nghĩ tới Phật thì Phật mới hộ niệm ta được. Đấy. Tại khi mà ta nghĩ tới Phật thì Phật hộ niệm tới cho ta, hộ niệm tới cho ta, cho nên thiệt ra là sức khỏe tham có, mà trong lúc đó ta vẫn cảm thấy khỏe mạnh. Đây là nhờ Phật hộ niệm. Phật lực gia bị tới cho ta. Cái thứ hai đó là khi mà Phật lực gia bị tới đó, làm cho cái tâm chúng ta sáng lên. Thay vì bình thường chúng ta không biết đâu, nhưng mà cái khi ta nghĩ tới Phật, Phật nghĩ tới ta nữa, thì cái trường hợp này tâm chúng ta sáng lên. Tâm ta sáng lên để làm gì? Ta không bị ma dụ dỗ, mê hoặc, phải không? Thế nên nhiều người tu mà còn bị cái này. Thế nên nhiều người tu còn bị cái này. Thế nên thầy nhớ vào khoảng độ chừng 40 năm về trước. Cho nên khi mà thầy ra chùa Xá Lợi, thầy thuyết pháp á, cho nên thầy gặp một cái ông tới thưa, cái này thầy nói là ma đó, phải không? Tới nó là bạch thầy, bây giờ nó con đang chở một cái xe hàng từ Đà Lạt đi về thành phố, nhưng mà tới Biên Hòa nữa là bị bắt. Cho nên lúc bây giờ đó, thầy giúp cho con đó, mượn 100 triệu rồi đó, để mà con lo cho cái chuyện này, để lãnh cái hàng này ra đó, là bán được bao nhiêu triệu đó, phải không? Thì cái phần này đó con xin cúng hết cho chùa, phải không? Các Phật tử thấy ma dụ. Nếu mà hãy khi mà mình tham khởi lên chút đó, thì cái này bị nó ám niệm. Nhưng mà nhờ trong lòng thầy lúc đó thầy niệm Phật. Tại vì nhớ cái lời Đức Phật dạy là luôn luôn niệm Phật chứ đừng niệm cái gì khác. Hãy mà niệm tham á, niệm tham khởi lên á, là mình tham tiền, mình tham danh, phải không? Tham sắc đó, tất cả cái này nguy hiểm hết đó. Nên trên bước đường tu đó, thấy cái người tham cái gì đó thì ma sẽ hiện ra cái đó dẫn. Ta nghĩ người mà tham sắc thì bị ma sắc dục dẫn, người tham tiền thì ma tiền dẫn, người tham danh thì bị ma danh dẫn. Mà cái này nữa, thầy nói là cái trường hợp mà thầy đã thấy chưa này. Thì ở trong lúc đó thầy, trong lòng thầy, thầy đang niệm Phật. Trong lòng thầy đang nghĩ tới Phật. Tức là niệm Phật có nghĩa là nghĩ tới Phật, chứ không phải là kêu tên Phật, không?
Nên về sau này một số các Phật tử mình hay lầm cái pháp môn niệm Phật á, trở thành ra kêu tên Phật, thì cái này hỏng. Thế nên trong lòng mình nghĩ tới Phật thì bây giờ đó Phật huệ rọi vào lòng mình á, tự nhiên lòng mình sáng lên. Lòng mình sáng lên gì? Để mình nhìn mình thấy cái thực tế này, để mà mình có một cái ứng xử thích hợp. Cho nên khi mà lòng của mình sáng lên rồi, mình không có tham, cho nên nhìn thấy rõ trong lòng anh này là tham là ma, phải không? Nhìn thấy ảnh cái tướng ác ma hiện ra rồi. Thành ra thấy cái tướng ác ma hiện ra rồi. Cho nên thầy trả lời một câu đơn giản, thầy nói thầy không có tiền. Anh còn nói thêm câu nữa, nếu thầy không có tiền á thì thầy có ai có tiền á, thầy mượn không hết. Thành ra thầy mượn đưa con lãnh cái là đem ra bán được bao nhiêu tiền nữa còn cũng hết cho thầy. Các vị thấy không? Nên phần nhiều người ta tham, người ta chết cái chỗ này. Nếu mình nghe tới tiền bạc, mình nghe tới danh vọng, mình nghe tới cái đó là mình mê, mình tin, mình theo nó một cái đó, là nó dẫn mình vô trong cái con đường chết rồi. Đây là cái điều quan trọng nhất. Thành ra thầy mới nói là thầy cũng không biết ai mà thầy mượn, mà thầy từ hồi đi tu tới giờ thầy chưa bao giờ mượn tiền ai hết. Thầy nói thật với các Phật tử, cái này thầy vẫn nói thật đó. Tại vì thầy đi tu là thầy không có mượn, không có mượn nữa. Cho nên một số mấy thầy đi tu rồi đó mà nghĩ tới cái chuyện mình lo mình cất chùa, mình mua đất, mình gọi là làm Phật sự, tất cả những này mình cần tiền chứ, phải không? Nếu mà hãy khởi lên tâm mà cần tiền đó, thì ma tham sẽ tới với mình đây, sẽ tới với mình đó. Này rất là nguy hiểm. Cho nên thầy có những cái người bạn tu thiệt, nhưng mà vì ông này không có cái ý niệm tốt thôi, thành ra muốn cất chùa cho người ta tu, phải không? Đây tốt, nhưng mà khi muốn cất chùa thì sao? Thì phải nghĩ tới đi mua đất đấy, rồi phải nghĩ tới mua vật tư, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên thường thường hay rơi vô chỗ này, ma dụ dỗ trên bước đường tu, cái này nguy hiểm. Nó dụ mình, đưa mình vô tới chỗ chết thôi. Tại vì ông thầy này sao nói với thầy nữa, nó khi mà tôi tu đó là tôi không nghĩ tới tiền bạc, không nghĩ tới danh, nghĩ gì hết, nghĩ là theo Phật tu. Thì trong lúc đó đó, nhiều người đó tới với tôi và yêu cầu thầy cất chùa, yêu cầu thầy làm cái này, yêu cầu thầy làm cái kia, con sẵn lòng cúng cho thầy, phải không? Đây, mấy ông thầy này bị ma dụ đấy nhá. Thầy nói ma dụ. Đây là trên bước đường tu đó. Tu rồi nhưng mà vẫn bị ma dụ. Mình quyết tâm tu đó, thì bây giờ nó mới nghĩ tới một cái là có người cúng tiền cho mình mua đất, phải không? Thế rồi có người cúng, hứa cúng vật tư nữa đó, để làm chùa nhé. Đây là cái điều quan trọng nhất. Nhưng mà ta biết ta bị lừa, ta bị ma dụ, cái này nguy hiểm. Cho nên cái khi đó nữa là bắt đầu cất chùa lên thì sao? Ta nên làm một cái chùa là bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu vật tư, nhưng mà nó là ma, cho nên lúc bây giờ đó, thay vì mình làm cái chùa là 10 tỷ, nó cúng mình chừng 100 triệu thôi, phải không? Gài mình vô đó cái mình dính như này rồi, bây giờ làm lỡ rồi, làm lỡ rồi, cho nên là phải đi theo đường của ma thôi. Cho nên đi theo con đường của ma đó là bây giờ lỡ rồi, cho nên phải xách sổ đi xin, phải không? Chứ giờ chẳng lẽ đó mà làm móng rồi không bỏ sao?
Cho nên sách sổ đi xin, gặp ai mà xin hết. Cho nên gặp ai mà đưa sổ ra hết. Cho nên đưa sổ ra đó, mọi người ta thấy đưa cuốn sổ vàng ra người ta sợ rồi. Ta thấy sổ vàng ta sợ đi mấy ông. Cho nên xin cũng không được. Không được bây giờ ma tham nó nhập vô rồi nữa. Thì lúc bây giờ ông thầy này sao nghĩ tới cái mua vật tư người ta mà mua thiếu phải không? Thành mua thiếu để rồi có tiền trả. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cái này ta lọt vô cái bẫy của ma rồi. Thành là thiếu rồi. Nhưng mà thiếu rồi tiền nó dồn dập nên nó chồng chất lên, lọt vô thế giới ma rồi thì cái này khổ, từ cái khổ này sang cái khổ khác. Thành là khổ quá, cho nên cái ông thầy này mà ngã lăn là chết đi. Tức là chết đi. Thì cái bà chủ nợ này đó mới tới thưa với thầy đó. Nói ông thầy đó, ông thiếu con tiền như vậy đó, mà giờ ông chết rồi làm sao thầy? Đây là cái điều quan trọng nhất. Tôi nói ông chết rồi thôi, bây giờ đó bà chỉ còn có cách đó là bà tới trước trước cái bàn thờ của ông đó, bà khấn mà nó thôi, cái bà ông chết rồi thôi, cho bà cúng cái phần này vô chùa đi chứ hả, làm sao ông trả. Bà này tức lắm, hiểu không? Thầy nói cái này tất cả nữa, ông thầy này nữa bị ma dẫn, bà nữa cũng là trở thành ma nữa, tất cả một đám này nữa, thầy cũng ma mà trò cũng ma hết. Ma này là gì? Tức là ma tham, ma si. Sai lầm rồi đó, đau khổ hết. Ban đầu ông thầy này tu đàng hoàng, mà bây giờ nó ra nông nỗi này, rồi khổ quá mà chết đi. Bà này đã cảm thấy đòi tiền không được đó, cũng khổ quá phải không? Cái này rất thành ma rồi. Tức là lọt vô thế giới của ma. Từ cái chỗ đó mà cái người này thay vì một Phật tử tốt hay Phật tử bình thường đi, nhưng bây giờ cứ hãy nghĩ tới chùa là nghĩ tới không tốt không? Tức là từ này cái hạt giống Phật bị ung thúi thì bị hư. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất. Cho nên không được Phật huệ rọi vô, không được Phật hộ niệm, thì bây giờ tâm chúng ta không sáng. Tâm ta không sáng thì ta sẽ làm những cái sai lầm, mà từ cái sai lầm này nó dẫn tới sai lầm khác, mà sai lầm khác nó dẫn tới sai lầm khác nữa. Ta đã tới cuối cùng nữa thì nghiệp cũ tạo nghiệp mới, tội nó chồng chất lên nhau, cuối cùng là phải đi vào địa ngục thôi. Cho nên các Phật tử nên nhớ cho nên. Vì vậy đó mà mình niệm Phật để mà mình chặn cái ma này lại đi. Nên Đức Phật dạy mình, tức là nghĩ tới Phật. Tại vì khi Đức Phật còn tại thế, cái uy lực của Đức Phật lớn quá, cho nên ma không dám tới. Ma không dám tới cho nên tất cả những người đi theo Phật ta dễ đắc đạo lắm. Tại nhìn thấy Phật một cái thì tâm mình an lành. Nghĩ tới Phật cái là tâm mình an lành. Còn cái trường hợp mà thấy ma, nghĩ tới ma, thì cái trường hợp này là sanh ra cái tâm ác và sợ. Lần lần mình trở thành ra quyến thuộc của ma. Cho nên thứ nhất là Đức Phật gọi là niệm Phật. Trong lòng mình nghĩ tới Phật để cho lòng mình sáng lên. Thứ hai là gì? Niệm Pháp, tức là nghĩ tới những lời dạy của Đức Phật. Ta này nghĩ tới những lời dạy của Đức Phật. Cho nên trong lúc mình nghĩ tới lời dạy Đức Phật á, thì cái trường hợp lấy cái thực tế này đối chiếu với lời dạy Đức Phật, mình thấy không được. Cho nên mình không phạm này. Nên là ba cái việc gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, ba cái này là ba cái chính này. Ta nên niệm Tăng là gì? Tức là niệm thanh tịnh. Tức là niệm Tăng có nghĩa là giữ cái tâm thanh tịnh, nghĩ tới hiền thánh Tăng. Đây người tu theo Kinh Pháp Hoa là thường thường ta gọi là linh sơn hội thượng nhất thiết hiền thánh Tăng. Ta nghĩ cái này
Ta nên linh sơn hội thượng, tức là ở trên trên hội Pháp Hoa, hay là trên chân linh của ta, chân tâm ta đó, thì tất cả các vị ở trên đó là các vị thánh đó. Cho nên các vị đó là tâm thanh tịnh, do đó mà ta nghĩ tới các vị đó thì tâm chúng ta cũng thanh tịnh theo. Nên gần cái người mà tâm thanh tịnh thì ta thanh tịnh theo, gần cái người mà tâm sáng suốt thì ta sáng theo, không? Gần những cái người mà sống lương thiện thì ta lương thiện theo. Ba cái này là ba cái chính. Còn tham sân si thì cái trường hợp này cứ dẫn ta vào đường ma thôi. Đây là trên bước đường tu ngược lại. Cho nên Đức Phật nói là luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng này. Cái thứ tư nữa Đức Phật dạy mình là gì? Tức là nghĩ tới giới luật. Tức là giới luật này đó, mà chủ yếu chỗ này đó là gì? Ta gọi là ngũ giới chẳng hạn. Ta là ngũ giới ta đáng ta giữ. À, cái này phạm ta không làm. Đây là cái điều quan trọng ta thấy nhé. Đây là điều ác ta không làm rồi. Đấy. Cho nên nghĩ tới giới, thọ giới nào, giữ giới đó, ta nghĩ tới nó thì đương nhiên ta sống an lành. Còn cái người đó mà không giữ giới, sát sanh hại mạng, gian tham trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu ấy, thì những người này quý vị thấy ngoài xã hội họ là gì? Đây cái thành phần này đó, ta gọi là cái thành phần tệ nạn xã hội, phải không? Cho nên tệ nạn xã hội ta thấy đó. Ta nghĩ người mà uống rượu rồi đó, say xưa rồi đó, ăn nói nó không ra sao hết đó, hành động cử chỉ không ra sao hết, phải không? Cái này thành phần tệ nạn xã hội đấy. Cho nên cái này ta tự ngăn, ta nghĩ tới cái này, ta thấy tới những người mà phạm phải những cái sai lầm này đó, họ ra nông nổi như thế, ta biết là làm như thế này thì không thể nào mà về với Phật được. Cho nên chỗ này ta hạn chế. Cho nên niệm giới, tức là nghĩ tới những lời dạy của Đức Phật này, mà ta tự giữ mình. Ta tự giữ mình. Rồi niệm thí này, niệm thí luôn luôn cứ nghĩ. Tức là ai cố ý hay là vô tình xúc phạm tới ta nữa, thì ta thí thì ta bỏ đi, ta cho họ đi. Trên bước đường tu đó, thầy thường hay khởi cái niệm này. Nhưng có một người đã vô tình họ xúc phạm tới mình, biết không? Thì thường thường các Phật tử sao nghĩ mình hay nổi giận vô cớ mà nó nói xấu tôi, phải không? Đấy đường hợp thật nhất. Nhưng mà mình thấy nó thôi, cái chuyện này cho nó đi, phải không? Thứ nhất là mình thí cho nó đi, hay là mình tha cho nó đi, mình không quan tâm tới chuyện này nữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là tất cả mọi việc xấu ở trên cuộc đời này nữa, đây là do cái túc nghiệp của ta. Cho nên bây giờ nó sanh trên cuộc đời này, ta gặp trở lại đây, cho nên do đó mà chúng ta xả nó đi. Thí có nghĩa là xả, tức là bỏ đi. Tất cả mọi thứ ta thí được hết, ta xả được hết, thì đương nhiên tâm chúng ta an lạc. Ta biết cái này là nghiệp ta mà. Trên cái bước đường tu hành thấy cái này rõ lắm. Cho nên các cái bậc chân tu, các vị mà đắc quả đó, thường thường họ không có ác nghiệp. Cho nên vì không có ác nghiệp, cho nên tất cả các cái ác không tới. Thành ra thầy đọc ở trong lịch sử, thầy thấy như ngài Thái Hư Đại Sư chẳng hạn. Cho nên ngài Thái Hư Đại Sư nó có một cái đặc biệt đó, là ngài hết nghiệp rồi. Thành ra ngài hết nghiệp rồi đó, cho nên ngài tới, ngài ngồi xuống cái chỗ ổ kiến lửa, biết không? Quý vị dám ngồi không? Thành ra mình nghiệp mình còn nữa, thành ra mình đi gần gần tới cái chỗ ổ kiến thôi, nó cũng bò tới nó cắn mình, phải không? Ngay bây giờ đó, ngài Thái Hư tới cái chỗ mà cái ổ kiến lửa này, ngài ngồi xuống đó đó, ngồi xuống đó im rồi đó, thì mấy con kiến này nó cũng nằm im cho hết, nó không cục cửa, nó không nhúc nhích, nó không tới nó cắn ngài nữa. Thành ra ngài niệm Phật, nhiếp tâm ngài niệm Phật đó, để mà ngài
độ cho cái đám này. Đây là trên bước đường tu nó lạ lắm, nó không cắn, phải không? Hay là cái trường hợp đó, mà cái người này đó họ không có nghiệp với nó thì nó không bao giờ phá mình hết. Nên là có người họ nói với thầy nữa, cái người mà ăn thịt chó đó, phải không, chó nó thấy nó sợ lắm, nó sủa. Còn cái người mà không ăn thịt nó đó thì trường hợp với mình tới gần nó cũng thấy bình thường. Nó theo cái thói quen là thấy người lạ là sủa, nhưng mà sủa mấy tiếng thôi, rồi coi trở lại thấy cái ông này hiền lành thôi, không quan trái với mình thôi, không sủa nữa. Đấy. Thế nên có những người thưa với thầy như vậy đó. Cho nên trên bước đường tu đó, tất cả những cái gì nó xảy ra cho mình đó, trong kiếp này đó, mình biết đây là túc nghiệp. Quan gia túc nghiệp, cho nên cái này xả hết. Thấy không? Còn nó vô tình đó, hay là nó cố ý mà nó hại mình đó, thì cái này mình cũng thí cho nó luôn, tức là cho nó đi, phải không? Cho nên đó, lúc nào cũng thí, lúc nào cũng xả, thì sao? Ở trong tâm mình đó, nó lắng yên được. Tâm mình nó lắng yên được á, thì nó sẽ kết thành cái quả. Mà tâm mình lắng yên thì nó ngang qua tâm của tăng, tâm của hiền thánh tăng. Tại vì các bậc hiền thánh tăng á, thì cái trường hợp này tâm họ yên tĩnh. Cho nên tâm mình mà xả rồi đó, mình lắng yên đó, thì các vị hiền thánh tăng này họ luôn luôn gia bị tới cho mình. Các vị này hiền thánh tăng này gia bị tới cho mình. Mà khi các vị gia bị tới mình thì sao? Tức là trong đời mình sẽ gặp những người chân tu, những người thật học, những người bạn tốt trên cuộc đời này. Đây là trên bước đường tu đó. Nhưng mà tâm mình chưa thanh tịnh thì thường thường mình cứ gặp những người suối dại. Những người suối dại thôi, cái này không. Mà họ suối mình thì rất nguy hiểm. Cho nên trên bước đường tu các vị nhớ vậy. Tức là niệm tăng là niệm thanh tịnh. Ta nên niệm thí xả đi thì cái trường hợp tâm mới thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì nó gần với tâm của hiền thánh. Thì tâm hiền thánh cho nên ta được tham dự vào thế giới của hiền thánh. Nó tham dự bằng cách nào? Tức là tâm ta đã vào thế giới hiền thánh. Thì đây là trên bước đường tu. Cho nên chân linh chúng ta nó hiện lần ra thì này trên bước đường tu. Cho nên niệm thí rồi tới cuối cùng cái trường hợp niệm thiên tức là xả hết.